mày mò nghiên cứu và ứng dụng thành công việc nuôi ếch trong nhà kính. Anh Nguyễn Văn Kết, sinh năm 1982 ở xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã làm thay đổi đặc tính sinh học ngủ đông của loài ếch và duy trì nghề nuôi quanh năm. Với những nỗ lực của mình, anh Kết vinh dự nhận được nhiều giải thưởng vì sự nghiệp VAC từ trung ương đến địa phương và là người đầu tiên của miền Bắc có ếch thương phẩm bán vào bốn mùa. Vậy anh Kết đã huấn luyện những hoàng tử ếch này như thế nào mà chúng ngoan ngoãn mang lại cho gia đình anh lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Sao Thần Nông Triệu Phú Ếch Bốn Mùa ngày hôm nay. Ếch có nhiều tên gọi khác nhau như điển oa, điển kê, trường cổ, thanh kê. Theo nghiên cứu, thành phần dinh dưỡng trong thịt ếch có nhiều protein, chất béo, đường, canxi, phốt pho, kali, natri, sắt, đồng, magie, kẽm và vitamin A, vitamin B, D, E. Bởi vậy, thịt ếch từ lâu được biết đến với rất nhiều tác dụng chữa bệnh rất tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon mỗi ngày. Thịt ếch có nhiều tác dụng đối với sức khỏe là vậy, nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, thịt ếch tự nhiên ở đồng ruộng, đầm lầy ngày một khan hiếm, đặc biệt là vào mùa đông, giá rét. Trước tình trạng này, anh Kết đã đầu tư nghiên cứu học tập kinh nghiệm nuôi ếch Thái Lan và một mô hình mang tên Nguyễn Văn Kết, chuyên cung cấp ếch giống, ếch thịt, ếch bố mẹ dần được hình thành. Tổng diện tích của trang trại tôi là 7.000 mét, thì tôi cũng phân khu rõ ràng, riêng biệt từng khu một. Ví dụ như là khu nhà trên này thì tôi xây dựng 3 khu nhà, vừa nuôi ếch bố mẹ, vừa nuôi ếch thịt mùa đông. Và tôi có làm riêng một khu là 2.000 mét để cho ếch bố mẹ đến mùa sinh sản riêng. Xong sinh sản ở trên đấy xong thì tôi lại một khu riêng biệt để tôi chuyển nòng lọc xuống, vừa ươm nòng lọc lại vừa ươm ếch con để xuất bán cho bà con. Đây là những bể ếch bố mẹ của anh Kết. Ếch này là ếch hậu bị làm ếch bố mẹ cho năm tới. Trên diện tích gần 600 mét vuông, hiện tại anh Kết đang nuôi khoảng 30 vạn ếch hậu bị bố mẹ. Tuy nhiên, anh Kết úm từ 20 đến 25 bể ếch hậu bị, cao điểm lên đến hơn 30 bể. 30.000 con ếch bố mẹ hiện tại trong trang trại thì mình cân đối sau mình bán bớt một số đi, còn để lại tầm từ 3.000 đến 6.000 cặp thôi. Đấy thì mình lượng để như thế thì ra cái số đầu con hàng năm dự kiến từ 80 vạn đến hơn 100 vạn là để phục vụ cái lượng ếch giống cho bà con. Một cặp ếch bố mẹ khi đẻ có thể cho từ 2 đến 4.000 trứng. Mỗi cặp ếch sau khi đẻ trứng sẽ được anh Kết chuyển sang khu vực ao nuôi, vỗ béo để tiếp tục lên trứng. Chỉ trong khoảng từ 14 đến 21 ngày sau, những cặp ếch này lại có thể đẻ tiếp. Anh Kết cho biết thêm, mỗi một cặp ếch bố mẹ có thể đẻ từ 5 đến 6 lứa nếu gặp môi trường thuận lợi và biết cách chăm sóc. Trang trại cho đẻ ếch tự nhiên thì phun mưa nhân tạo vì mình không dùng thuốc tiêm kích thích. Mình làm như thế để cho khi con ếch nó đẻ ra thì nó tiếp xúc với cái khí hậu tự nhiên thì sau này cái tỷ lệ nó lở và nó đỗ đầu con cao. Như vậy, mỗi cặp ếch bố mẹ mỗi năm có thể cung cấp cho anh Kết từ 1 vạn cho đến 2,5 vạn con giống. Mỗi con ếch cái có thể đẻ được trong vòng 2 đến 3 năm. Còn với con đực, chỉ 1 năm sau khi đẻ sẽ chuyển sang bán cùng ếch thịt. Với 30 vạn ếch bố mẹ đang được úm, mỗi năm mang lại cho anh Kết số tiền không dưới 600 triệu đồng. Con ếch nó nhỏ bé nhưng nó mang lại cái hiệu quả kinh tế nó lớn ở chỗ là cái diện tích nhà ai nó nhỏ cũng nuôi được. Là một cái thứ hai nữa là tranh thủ buổi sáng hoặc buổi chiều thôi, không mất thời gian nhiều. Thấy con ếch nó đơn giản, thời gian nuôi ngắn ngày. Mình thấy các cụ nói và cũng xem trên sách vở nói bảo là nuôi con gì càng ngắn ngày thì càng ít dịch bệnh mà hiệu quả kinh tế càng cao. Vốn là một sinh viên ngành mỹ thuật, sau khi ra trường, anh Kết làm thiết kế biển quảng cáo. Với đặc thù công việc hay phải lướt web, anh tình cờ xem được một chương trình giới thiệu về mô hình nuôi ếch thương phẩm. Anh thấy công việc này nhẹ nhàng, không tốn thời gian, lại có thể kiếm thêm một khoản thu nhập. Từ đó anh Kết bén duyên với con ếch. Vừa làm nghề chính, anh Kết vừa đầu tư vốn nuôi ếch, nhưng liên tục thất bại vì chưa hiểu tập tính của con ếch. Ếch bị bệnh, dịch, lăn ra chết.
Ui nó chết nhiều lắm, nó chết, nó cứ chết la liệt á, nhìn chán lắm luôn á. Nó chết kinh khủng luôn, nhìn cứ mỗi hôm một xô đầy, nhìn đã thấy sợ rồi. Giữ nghề làm biển quảng cáo, kiếm tiền mưu sinh, nhưng anh Kết dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu, học kỹ thuật nuôi ếch. Vì anh nhận thấy con ếch còn nhiều tiềm năng phát triển, và chỉ tâm huyết là không đủ, làm bất kỳ công việc nào cũng cần có kiến thức. Cái kỷ niệm em vẫn nhớ là khi em nuôi con ếch bằng cái chén rồi, thì độ 4 tuần tuổi rồi, thì con ếch nó to bằng cái chén, thì thấy con ếch nó cứ chơi vơi, nó giang chân ra, vì cái bè mình chưa có kỹ thuật mình làm, nó độ dốc quá là dốc. Thả cái bèo tây vào thì nó đẫu ở đấy, thì bảo thấy con ếch cần chỗ nghỉ. Thì sau gặp cái ông đi bán cái rác giường thì mới mua về, đi mượn máy chà, mấy chiếc chà nhẫn nhụ ếch đi. Thì bắt đầu thả nó xuống, thì thả xuống ếch bấu lên thì mừng rồi, mình đã mừng cái đầu tiên là con ếch có chỗ nghỉ thì con ếch không bị sao. Nhưng nuôi đến sang ngày thứ hai, sang ngày thứ ba lại thấy con ếch nó chết. Mình cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mà cái bể đấy nó lại chết rất nhiều, mà khi nó chết nó lại thải ra cái nước, màu cái da của nó lột ra lại màu đen. Cũng không hiểu rằng là sau mãi sau này mình mới hiểu rằng là cái so sánh cái bể một bên mà không dốc, thả bèo tây nhiều thì nó đã không chết, bể bên mà thả cái các cái sạp bằng cái rát giường thả vào đấy thì nó chết nhiều. Hóa ra nghĩ là cái bị nhựa, cái nhựa có cái gỗ tươi đấy là nó thôi ra cái nguồn nước đấy, thế đâm ra nó bị con ếch nó bị bám vào da nên nó bị chết. Hành trình thu phục hoàng tử ếch còn nhiều gập ghềnh, khúc khuỷu, nhưng anh Nguyễn Văn Kết liệu có nản chí buông tay? Câu trả lời sẽ có trong những phút tiếp theo của chương trình. Quyết định nghỉ hẳn công việc làm biển quảng cáo, tập trung toàn tâm toàn ý cho con ếch, anh Quyết không nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Chỉ có vợ của anh, chị Phạm Thị Ánh là theo anh. Những tháng ngày khó khăn nhất, ếch chết la liệt. Chị Ánh không khỏi sợ hãi, cũng khuyên anh nên dừng lại. Không phải là bị một lần, bị nhiều, cho nên là mình cũng hốt, nó sợ sợ. Nên mà làm, em thì chán lắm rồi, em chả muốn chăn nữa đâu. Em bỏ, anh làm chả làm thôi. Anh nhìn con ếch, suốt ngày ra nhìn con ếch còn nhiều hơn cả nói chuyện với vợ. Em cho anh đúng một năm nữa. Anh chứng minh nếu một trong một năm nay mà anh mà làm con ếch ra anh không bán được, mà nếu bị lỗ thì lúc đấy anh sẽ bỏ hẳn con ếch, anh quay về làm nghề bình thường. Để sau vợ cũng nhất trí, sau từ năm bây giờ đi vừa học hỏi, nằm hôm đang ngủ 11 giờ đêm cũng khó ngủ, cũng dậy để ngó ếch, thay nước bể ếch, ngó ếch như thế nào, tại vì là ấp ủ con ếch này nhiều quá. Nhờ người quen chỉ dẫn, anh Kết quyết định sang Thái Lan học nghề và tìm cách nhập giống ếch ngoại về nuôi. Tuy nhiên, khí hậu miền Bắc Việt Nam rất khác với Thái Lan. Khi mùa đông khắc nghiệt, rét buốt, con ếch theo đặc tính sinh học sẽ ngủ đông 3 tháng. Ếch bỏ ăn, chui vào hang tránh rét, khiến trang trại nuôi theo cách truyền thống của anh Kết phải ngừng hoạt động. Con ếch này là nguồn đầu tiên là từ Thái. Chính vì vậy là mình cũng phải sang tận nơi cái chỗ sinh ra con ếch. Để mình tìm hiểu xem là giữa con ếch ở khu vực cái môi trường khí hậu bên nước bạn với mình nó khác nhau như thế nào thì mình về mình đã áp dụng. Sẵn có nghề mỹ thuật, năm 2013, anh Kết quyết định đầu tư hơn 300 triệu đồng kiến thiết ngôi nhà kính cho những hoàng tử ếch của mình. Với quyết định táo bạo này, anh Kết đã chế ngự được ếch cả trong mùa đông sương mù lạnh giá. Khi mình làm cái nhà kính này thì nuôi con ếch trong nhà này thì nó hấp thụ ánh sáng và nhiệt độ nó vẫn ổn định. Chính vì vậy là nuôi con ếch vẫn phát triển tốt. So với ở ngoài thì cái nhiệt độ ở trong này thì nó cao hơn. Chính vì vậy là cái hiệu quả mang lại cũng thấy là ổn định. Những tưởng chặng đường gập ghềnh đã qua, thế nhưng ngay trong vụ đầu tiên, anh Kết đã đối diện với nguy cơ thua lỗ. Giống ếch Thái Lan trưởng thành, trọng lượng mỗi con lên đến 4-5 lạng, to gấp 3, gấp 4 lần ếch đồng nhỏ con da đen. Khi đi chào bán, những hoàng tử ếch quá cỡ của anh Kết bị khách hàng chê là ếch ma, không mua. Mang con ếch đi thì vừa treo ở bidông xe, thì vừa để ở cái thùng xốp đi chào hàng. Thì anh ấy bảo, như em mua ếch hay bán ếch, bảo như em bán. Thì ông ấy bảo là có thật không, bảo thật. Thế ông ấy bảo thế cho anh xem. Thì xem ông bảo ếch để cho anh xin cái số điện. Thì sau bao hôm sau không thấy gì, thì là sau đến ngày thứ tư thì bắt đầu ông mới đến, bán được thì rất mừng.
vì đã có đầu ra. Nhưng mà cộng sổ thì thấy lỗ, lại thấy buồn ở chỗ là mình cũng tìm hiểu về con ếch, cũng ham mê, nhưng mà nghĩ tại sao bán được nhiều ếch thế mà vẫn lỗ. Quyết tâm xóa bỏ chữ lỗ, vụ này anh Kết tính toán nhất định phải có lãi. Với bài học xương máu từ nhiều vụ trước, anh Kết dần trở thành một bác sĩ thực thụ của loài lưỡng cư này. Anh đúc kết, ếch thường mắc dịch bệnh theo mùa và chủ yếu là bị đầy hơi, chứng bụng và bệnh ngoài da. Giải pháp của anh chính là tạo môi trường tốt, đảm bảo vệ sinh, đồng thời sử dụng vôi bột, chế phẩm sinh học để xử lý nước ô nhiễm. Không chỉ tạo môi trường an toàn, anh Kết còn bổ sung tỏi vào thức ăn cho ếch. Với tỷ lệ 100 g tỏi xay nhuyễn trộn với 7 đến 8 kg cám viên, ngâm trong 15 phút rồi cho ếch ăn 3 ngày liên tiếp. Một tháng cho ăn 3 đến 4 lần, giúp cho hệ tiêu hóa của ếch phát triển, phòng chữa tốt các bệnh đường ruột, chướng bụng, đầy hơi. Với ếch hậu bị bố mẹ, anh Kết còn bổ sung men vi sinh, vitamin trong khẩu phần ăn. Không chỉ giúp ếch tăng sức đề kháng mà còn giúp ếch mẹ phát triển buồng trứng, còn ếch bố thì có tinh binh dồi dào và sung sức. Ếch hậu bị thì mình phổ biến chủ yếu là dùng cái tỏi. Cái đầu tiên là dùng, nếu mà dùng thuốc thì không nên dùng. Vì thứ nhất là thuốc cái kháng sinh nó làm cho trong cái hệ buồng trứng, cái dạ con của con ếch thì nó kém phát triển, nó teo đi. Thì mình nên dùng cái tỏi là hợp lý nhất, vì cái tỏi nó là kháng sinh thường vật. Nó bổ sung, vì mùa đông này là nó cái thời tiết khí hậu ở miền Bắc nó lạnh, cái tỏi thì nó mang tính ấm, thì chăn về buổi tối thì nó hiệu quả nhất. Ếch bố mẹ được anh Kết tuyển chọn rất kỹ lưỡng, khỏe mạnh, không dị tật. Và đặc biệt là ếch bố mẹ phải có thân dài, dáng đẹp. Vì thế mà đàn ếch của anh Kết mỗi năm sinh sản từ 10 đến 11 lần theo cách hoàn toàn tự nhiên, với tỷ lệ trứng nở đạt từ 90 đến 95%. Con ếch đạt tiêu chuẩn là thứ nhất mình phải nhìn từ đầu con ếch đến chân con ếch. Thứ nhất là nó phải dài từ 20 đến 25 phân. Mà cái khung của nó phải to, nó dài rồi thì sau này con ếch khi ra thành ếch giống và ếch thương phẩm thì bà con nuôi cái thời gian nó ngắn ngày mà đạt được cái hiệu quả, cái đầu cân nó cao. Thứ nhất đấy, thứ hai là mình phải xem cái bộ móng của con ếch này nó không bị dị tật, và cái móng nó phải dài, nó vuốt dài, và cái màu da nó đẹp. Thì lúc đấy thì mình chọn lựa làm ếch bố mẹ thì bao giờ nó cũng đẹp nhất. Những con ếch giống được xuất bán, thay vì tính theo kg, anh Kết sẽ tính theo con. Mỗi năm có trên 1 vạn con giống được xuất bán ra Hà Nội và đi các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn. Khi xuất bán con giống, anh Kết luôn hỗ trợ bà con tư vấn kỹ thuật, cách chăm sóc. Làm mộc nhiều năm, anh Ngọc Anh bị bệnh đường hô hấp nặng, hen suyễn, khiến anh không thể tiếp tục công việc thợ mộc của mình. Được anh Kết tư vấn hỗ trợ kỹ thuật giống, kỹ thuật nuôi ếch, anh Ngọc Anh đã chuyển đổi sang nghề nuôi ếch, làm chơi ăn thật. Mỗi năm anh cũng thu về cả 100 triệu đồng. Những năm mới đầu thì mình cảm thấy khó, thì nhưng mà sau em nó cũng bảo tận tình, thì mình cũng chăn thấy rất tốt và thấy ổn, thế mình bắt đầu chăn nhiều. Thời điểm này, tất cả các trang trại nuôi ếch thịt đều để trắng mặt ao vì ếch đang ngủ đông. Nhưng tại trang trại của anh Kết vẫn có ếch thịt xuất bán. Bí quyết của anh Kết chính là ngôi nhà kính này. Nuôi ếch trong nhà kính thì vất vả hơn nuôi ngoài ao, luôn chân luôn tay vì phải dọn bể, thay nước, lựa thời tiết, nhiệt độ để điều chỉnh lượng nước, độ ẩm và màng phủ. Tuy nhiên, những hoàng tử ếch mùa đông này lại luôn mang lại cho gia đình anh Kết giá bán cao hơn rất nhiều so với ếch chính vụ. Mùa đông thì giá trị con ếch nó cao hơn, ở chỗ là hàng khan hiếm và cái giá nó đẩy lên, có thể lên tới 60-65 hoặc đến 70 nghìn. Tổng chi phí một năm mà gia đình thu nhập được thì nó phải từ 800 đến tỷ 2, nhưng mà chi cám tấm công xá mọi cái chứ tất cả đi rồi thì cũng đạt được 600-700 một năm. Với số tiền này, anh Kết đã kiến thiết lại nhà cửa, mua được 2 thổ đất mặt đường và dự định sẽ xây dựng thương hiệu ếch sạch Bắc Phú, xây một phòng thí nghiệm để kiểm tra nguồn nước, mẫu bệnh, nguồn gen nhằm xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, duy trì nghề nuôi ếch quanh năm, tạo nguồn thu nhập cao cho gia đình và các hộ nuôi.